Dù đã hơn một tuần kể từ khi Như Quỳnh bị bắt, nhưng khi kể lại sự việc cho VOA, bà Lan vẫn không kìm được xúc động. Dù người mẹ này đã nhiều phen đối diện với cảnh con gái mình bị bắt đem đi, bà kể. Khi công an tới nhà tôi mà cầm thêm một sấp giấy tờ là tôi đã biết chuyện không lành rồi. Thì họ vào, họ đi thẳng vào nhà tôi, họ bảo là mời vào đây làm việc và không có được liên quan dọn cơm để cho họ làm việc. Thì họ đọc lệnh bắt khoảng 1.88, khởi tố và tạm giam 4 tháng. Và đọc lệnh xét nhà, thì họ đọc xong tôi hỏi vậy con tôi đâu? Tại lúc đó không có Quỳnh ở nhà. Thì họ trả lời thẳng với tôi là con tí nữa rồi Quỳnh sẽ về. Thì khoảng 20 phút sau thì tôi thấy người ta chở con tôi về, hai tay cầm lại. Thì tôi tôi là bị họ bắt khống chế là ngồi im tại chỗ, không được đi, không được di chuyển, ngồi im tại chỗ tại bàn. Thì tôi thấy thiệt là đau lòng. Đau lòng vì một lần nữa chứng kiến cảnh con gái bị còng tay, càng đau lòng hơn khi cảnh tượng ấy lại diễn ra ngay trước mắt đứa cháu ngoại chưa tròn 10 tuổi của bà, bé Nấm, khi cháu vừa từ trường học trở về. Nên bà Lan đã hỏi thẳng nhà cầm quyền, tại sao lại còng tay con gái tôi khi nó chưa bị kết tội là có tội? Câu trả lời bà nhận được là để tránh trường hợp bị can chạy trốn hoặc đập đầu vào tường. Câu trả lời đó không đủ để làm vơi tổn thương trong lòng của một đứa trẻ đang tuổi lớn tuổi khôn như Nấm. Và từ đó là nó mỗi lần tôi đi học về, nhất là buổi chiều là nó kêu lên giường, nó nằm, nó quay mặt vào trong, nó nằm im. Nó nói con mệt lắm, con muốn ngủ lắm, bà đừng có kêu con, đừng có đi nhà thờ nữa. Con không muốn gì nữa hết á. Chắc đây là một cái vết, là một cái tổn thương của tuổi thơ mà không có cái gì xóa được. Rất là sâu sắc mà tôi nghĩ nó sẽ ám ảnh suốt cuộc đời con bé luôn. Từ nhỏ, Nấm đã chứng kiến mẹ bị bắt hết lần này đến lần khác. Mỗi lần như thế, Nấm và giờ có thêm người đồng hành tí hon vẫn còn bú sữa là em gấu, lại bắt đầu những đêm ngủ không tròn giấc vì nhớ và ngóng mẹ. Lần mà mẹ nó bị bắt thì là tôi phải đi kiếm mẹ nó, hoặc là có khi mẹ người ta thả 12 giờ đêm, có khi 1 giờ sáng sớm thì là 10 rưỡi. Thì nó cứ đợi, nó cứ ngồi, nó cứ nằm, em nó nghe tiếng xe hay tiếng cổng mà lắc chắc là nó lại ngồi dậy, nó ngóc vô. Đó là người, không phải mẹ nữa rồi. Thì cái câu đó nó bây giờ thằng gấu cũng vậy thôi. Nó cứ nghe tiếng xe Honda mà đi tới dừng ở cửa là nó ngồi bật lên liền đó. Mẹ về rồi bà. Xong lại không phải nữa rồi. Bảo muốn nhắn gì với mẹ không? Nấm chỉ nói gọn một câu. Con nhớ gì? Rồi chạy đi giấu hàng nước mắt. Măng khổ, tre còn khổ hơn. Bà ngoại của Nấm, tức bà Tuyết Lan, cũng bị nỗi ám ảnh, bị buộc xa con dằn vặt nhiều năm. Từ ngày 2 tháng 9 năm 2009, không bao giờ tôi ngủ sau 12 giờ đêm. Cái ngày 2 tháng 9 cũng như vậy, cũng xảy ra như vậy, cũng 12 giờ đêm đập cửa xót nhà rồi dẫn con tôi đi như vậy. Và nó ám ảnh cho tôi tới bây giờ không bao giờ tôi ngủ sau 12 giờ đêm. Rồi 4 giờ sáng tôi đã dậy đi lễ rồi thì. Cho nên mà bây giờ coi như là tôi cảm thấy nó một cái gì đó, nó hôi hút tối dài cô. Mà mỗi lần nhìn hai đứa cháu thì chắc chắn là không cầm được nước mắt. Rồi cháu tôi để sao? Trong khi chắc chắn là bà càng ngày bà yếu đi, bà càng già đi, bà không thể, rồi bà không cập nhật những cái thông tin hàng ngày, bà không thể giáo dục cháu hoàn chỉnh bằng mẹ cháu được. Bà sẽ không thể thấy là mẹ cháu để mà dẫn cháu đi đây đi đó hay đi chơi. Bà thì chân đau rồi, bà cũng bệnh, bà cũng mỏi mệt, bà quá mỏi mệt với cuộc sống rồi. Dù vẫn luôn được xem là một phụ nữ cứng rắn và quyết liệt, nhưng trước khi chọn công khai lên tiếng trước những xâm lấn của láng giềng phương Bắc, những hiểm họa về môi trường trong các công trình dự án như Bosit hay Formosa, hay những bất công trong xã hội qua các vụ cưỡng chế đất đai, các án oan sai, Như Quỳnh có lẽ đã rất nhiều lần cân nhắc, đắn đo và đau đớn khi bước trên con đường mà chẳng mấy ai, đặc biệt là những người mẹ có con thơ, lựa chọn để đi. Kim Tiến, một người bạn của mẹ Nấm, cũng là một bà mẹ trẻ, nói với VOA. Tất nhiên là người mẹ nào cũng bao giờ cũng phải sợ xa, nỗi sợ xa con của mình là điều tất nhiên rồi. Nhưng mà mình nghĩ là cái nỗi sợ đó nó không vượt qua được cái nỗi sợ mà con chị sẽ phải sống trong một xã hội đầy những bất công, đầy những tệ nạn. Chính vì yêu thương con mình
trên chị mới dấn thân. Mình nghĩ là cái nỗi buồn, những sợ hãi lớn nhất của chị không phải là bị tù đầy, mà là phải xa những cái đứa con thân yêu của mình. Và mình nghĩ đó là cái nỗi sợ chung của những người mẹ đang đấu tranh, đang dấn thân với xã hội. Thân mẫu của người mẹ can trường ấy, bà Tuyết Lan, khi được hỏi nếu quay ngược thời gian, bà có ngăn cản con gái bước vào con đường đầy nước mắt này hay không? Bà nói: nếu đã ban cho mỗi người một tính thì tôi có biết, tôi có kiềm chế cái phần thì nó sẽ đi con đường của nó, và bản thân của tôi cũng vậy. Tôi cũng không chịu được cái bất công, tôi không chịu được cái ác, và tôi sẵn sàng đi đến cùng dù là tôi là người thiệt hại. Thì chắc chị cũng nhớ rằng là ngày trước năm 75, bao nhiêu người đã đi tìm cái sống trong mà nắm cái chết trong cái tay để chết, để thấy đại dương nhân năm như vậy thì họ bỏ đi. Nếu như bây giờ tôi biết rằng là nếu mà cơ hội mà đến với dân tộc Việt Nam một lần nữa để cho họ được thoát thân, để thoát thân đi từ tìm cái sống trong cái chết, thì tôi tin chắc rằng nhiều người họ vẫn phải chọn lựa, giống như con gái tôi và tôi cũng vậy thôi. Chỉ phải mở ra một cái con đường nào đó để cho bắt buộc mình đã con đường mình đã lựa chọn rồi, mình không có đường, mình không có đường lùi nữa, bởi vì đường lùi thì nó cũng đi cái chỗ diệt vong thôi ạ. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tốt nghiệp ngành Anh ngữ tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh và làm việc cho một công ty du lịch nước ngoài. Cô trở thành một trong những blogger nổi tiếng của Việt Nam sau khi lên tiếng phản biện các vấn đề lớn trong xã hội qua các bài viết dưới bút danh Mẹ Nấm từ năm 2009. Cô cũng tham gia nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc và bị bắt giam nhiều lần. Như Quỳnh còn là người khởi xướng tham gia mạng lưới blogger Việt Nam và tổ chức các hoạt động ủng hộ dân chủ nhân quyền như Giả Ngoại Nhân Quyền, Không Bán Nước, No HD 981, Chúng Tôi Muốn Biết, We Are One, v.v. Và gần đây là lên tiếng chống lại tập đoàn Formosa. Nhà nước Việt Nam đã bắt giam cô vào ngày 10 tháng 10 theo Điều 88 về tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sáng ngày 10 tháng 10, blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Sự kiện này được Đài Truyền hình An ninh đưa tin cùng với những cảnh khám xét nơi ở của blogger Mẹ Nấm. Tin cho biết, khám xét nơi ở của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, cơ quan an ninh điều tra đã thu giữ được nhiều tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội, có nội dung khởi tố Formosa, Formosa Get Out, cá cần nước sạch, nước cần minh bạch. Blogger Nguyễn Tường Thụy khi nhận xét về điều này, ông cho biết: chuyện hôm nay là truyền hình là đưa tin về vấn đề bắt bớ nhân vật Như Quỳnh thì tôi thấy là rất nhiều tài liệu mà rất là vô lý, chẳng hạn như là những cái biểu ngữ, những cái bức chương về phản đối Formosa, về vấn đề là đầu độc quyền biển Trung, đấy, về vấn đề cá chết, thì tôi nghĩ rằng đấy cũng chẳng phải là cái gì gọi là tuyên truyền chống vùng nhà nước Việt Nam cả, mà đấy là chẳng qua là chống Formosa thôi. Còn nếu bây giờ họ đồng nhất cái tội mà chống Formosa, tức là chống đảng, chống nhà nước Việt Nam, thì cái việc nó cũng rất là vô lý và không ai chấp nhận nổi. Từ khi gần đây nhà cầm quyền Việt Nam ấy, có một loạt một số hành động tỏ ra rất lung túng, và cái căng thẳng, cái khó xử nhất của họ là về cái vụ đầu môi trường ở biển miền Trung bị đầu độc. Không khéo thì nếu mà không khéo nó sẽ nổ bùng ra ở một cái mức độ mà họ sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Cho nên là tôi nghĩ rằng là việc bắt đối tượng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ấy là cũng nằm trong một cái ý định của một cái biện pháp của họ, cách thức của họ là muốn dẹp là cái tình hình ở đầu độc quyền miền Trung đi, muốn bảo vệ Formosa. Nhà đấu tranh dân chủ Facebooker Đinh Quang Tuyến từ Sài Gòn cho chúng tôi biết, cuộc biểu tình ngày 2 tháng 10 của hơn 10.000 người dân Nghệ An, Hà Tĩnh đã tạo ra một cao trào rất mạnh mẽ, và chính từ điều này đã làm cho đảng cầm quyền Việt Nam phải e ngại. Nếu cái cao trào này mà để nó lên luôn đó thì cái việc sụp đổ của nhà cầm quyền ta thấy trước mắt luôn. Cho nên nó bằng bất cứ giá nào, cho dù là bẩn thỉu hay là cho dù là bất nhân, hay dù là vi phạm quyền con người hay bất cứ cái điều gì, thì nhà cầm quyền đó, họ ưu tiên cái việc mà giữ được cái chế độ. Cũng theo ông Tuyến, việc bắt giữ và phá bỏ cuộc hội thảo của các nhà hoạt động dân sự ở Vũng Tàu
cũng không nằm ngoài mục đích của nhà nước Việt Nam nhằm bảo vệ cho Formosa. Tất cả đều hướng về Formosa hết. Nghĩa là ở đây là họ muốn làm bất cứ giá nào để hạ cái nguồn cảm hứng nó xuống. Họ chỉ cần là giải quyết được cái nguy cơ trước mắt. Và nếu như để một cái cảm hứng này mà nó tăng lên thì chính quyền sụp đổ là tức thì đó. Cho nên là mình phải đặt vào mình họ và hiểu rằng là họ hành động lúc này là một hành động điên cuồng. Thế nhưng tất cả những hành động được cho là điên cuồng ấy vẫn không thể làm chùn bước tinh thần đấu tranh của các nhà hoạt động xã hội dân sự trong nước và những người đang hướng về người dân Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Đó là nhận định của blogger Nguyễn Tường Thụy. Tôi nghĩ rằng là theo tôi thì cái việc đàn áp bắt bớ thì biện pháp này nó của nhà cầm quyền thì tôi nghĩ là nó cũng về cơ bản thì không thể làm cho cái phong trào dân chủ nó đi được. Theo ông, những tài liệu được dùng làm bằng chứng cho tội chống phá nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam còn là một hình thái cho thấy chính quyền đang ra sức tạo áp lực và gieo nỗi sợ hãi lên những người đấu tranh cho môi trường biển Việt Nam. Thế nhưng, mục đích đó có thực hiện được hay không thì là một chuyện khác. Họ muốn tạo ra một cái sự sợ hãi để giảm cái sức đấu tranh của nhân dân và của những người hoạt động dân chủ. Thì cái đây là có mục đích thì là rõ. Nhưng như vấn đề là tôi đã nói là họ có đạt được mục đích không? Có làm cho ai sợ? Người ta sợ chùn bước hoặc dừng bước hay không? Thì tôi nghĩ rằng là không. Như câu trước đây, như vừa rồi tôi đã trả lời là cơ bản là không có. Có thể gieo rắc và có làm cho một cá nhân nào đó hoặc một vài cá nhân nào đó có thể sợ hãi, do dự đánh đo. Nhưng về cơ bản thì là cũng không đẩy lùi được cái tinh thần đấu tranh của những đòi dân quyền dân chủ của những người hoạt động xã hội dân chủ trong nước. Đó cũng là tinh thần của Paul Trần Minh Nhật, một trong những người theo sát với phong trào giúp người dân Quỳnh Lưu khởi kiện Formosa ngay từ những ngày đầu. Thì đó là mình có thể đối diện với bất kỳ một cái bất trắc nào, cả về phương diện là an toàn sức khỏe hay là cả về pháp lý nữa, nếu như mà họ muốn. Tuy vậy thì em nghĩ rằng là mình đang làm một việc lương thiện, một việc đúng, và không có một cái lý do nào để mình từ bỏ chân lý cả. Nhà tranh đấu Đinh Quang Tuyến cũng khẳng định với chúng tôi, con đường mà ông và những người bạn của ông đã chọn không có chỗ cho sự sợ hãi. Thực ra là một khi mà đã dấn thân rồi thì cái việc mà chuẩn bị một cái tâm lý mà tinh thần thép thì đương nhiên là cái người đấu tranh hầu như là mức độ nào khác nhau một chút thôi, nhưng mà cơ bản là chấp nhận mọi rủi ro. Thì cái khái niệm mà sợ thì chắc là không. Nhưng mà cái vấn đề mà lo cho cái công chúng đó, tức là những người đi theo mình thì người ta hoang mang. Và anh nghĩ rằng là cái việc mà họ nhà cầm quyền họ bắt một số người hoạt động đó, là đánh vào cái người đi theo chứ không phải là cái người đi đầu. Đó. Cho nên rằng là cái công việc của anh em đấu tranh bây giờ là làm cái công việc quan trọng nhất là làm sao mà cho xã hội người ta không có quá lo lắng, không? Người ta yên tâm. Và lúc này thì không phải là mình sợ, nhưng khôn ngoan thì mình hạn chế việc cái việc mà đối đầu với họ. Nhưng cái việc phải tỏ ra là không sợ là quan trọng. Sau khi xảy ra sự việc blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt, rất nhiều cá nhân đã thể hiện trên trang mạng xã hội của mình những lời động viên nhau và cùng bày tỏ thái độ không sợ hãi. Hầu hết, họ đều nói rằng đã sẵn sàng, tinh thần vững chắc vì biết mình sống và làm theo đúng luật Việt Nam đưa ra.